shit regardless. Bạn đã uống sữa tươi bao giờ chưa? Đừng nói với mình là chưa. Vinamilk có sản lượng sản xuất sữa là 3 triệu ly mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày mỗi người dân Việt Nam đều uống ít nhất 2 ly sữa. Vậy nên đừng lạ lẫm nếu khách hàng gọi một ly sữa tươi ở cửa hàng bạn. Bài học hôm nay: sữa tươi nóng và sữa tươi đá. Tôi là Đỗ Duy, người đồng sáng lập ra thương hiệu pha chế online đầu tiên, nơi mà các chủ cửa hàng được học công thức đồ uống, cốt thấp và lãi cao. Sữa tươi nóng, xin được phép bắt đầu. Bước 1, sữa tươi nóng, rót tất cả nguyên liệu vào xô. Nhưng nguyên liệu ở đây gồm những cái gì? Sữa tươi, chắc chắn rồi. Sữa tươi chúng ta hãy sử dụng loại phun kem. Phun kem sẽ tạo ra lớp bọt của sữa tươi dày hơn, ngậy hơn và béo hơn. Ngon nhất là phun kem. Và chắc chắn rồi, pha chế thì luôn sử dụng sữa tươi không đường. Các bạn nhớ nhé. Tôi sử dụng 170ml sữa tươi. Tiếp theo, 20 nước sôi. Mười đường. Cuối cùng, 10 sữa đặc. Nước sôi, 10 đường, 10 sữa đặc, chúng ta có tổng 40ml nguyên liệu. Rót. Tiếp đến đun nóng sữa. Bật lên. Chuyển về chế độ hot pot và để nhiệt độ là 600. Sữa tươi nóng ngon nhất là ở nhiệt độ 65 độ C, là khi mà sủi tan ở viền bên cạnh xung quanh xô. Đó, bạn thấy sủi tan những bọt li ti chưa? Đây là nhiệt độ thích hợp rồi, chúng ta tắt thôi. Bước 3, trang trí cho ly sữa tươi nóng. 70ml, hãy đong 70ml. Bạn còn nhớ dụng cụ sục sữa. 70ml chúng ta cho vào sục sữa, còn lại chúng ta đổ vào ly. Tiếp đến, hãy lấy một nhánh cam thảo. Một chiếc thìa.
Lý do vì sao tôi lại sử dụng cam thảo để trang trí cho ly sữa tươi này? Đây là một điểm nhấn đặc biệt cho cửa hàng của bạn. Cam thảo có một hương vị ngọt, nhưng mà ngọt đậm sâu ở cuối hương vị. Sữa tươi cũng vậy, sữa tươi có vị ngậy, vị béo ở cuối hương vị. Kết hợp hai cái này lại, cam thảo không chỉ trang trí cho ly sữa tươi mà còn nó còn làm thêm đậm vị ngọt cho ly sữa tươi nóng này. Rồi, và đây là một lưu ý nhỏ cho bạn đây. Khi đun sữa tươi xong, sữa tươi sẽ bị dính vào cặn của son. Vì vậy hãy cho 1 đến 2 viên đá vào. Sau khi đun xong, hãy cho ngay 1 đến 2 viên đá và lắc lên để tránh trường hợp son nó bị cặn, bị dính két sữa vào. Công thức của ly sữa tươi nóng là sữa tươi nóng, sữa tươi không đường 170ml, sữa đặc 10ml, đường 10ml, nước sôi 20ml, cam thảo 1. Cách làm sữa tươi nóng. Bước 1, rót tất cả nguyên liệu. Rót sữa tươi, sữa đặc, đường và nước sôi vào son. Bước 2, đun nóng. Đun ở nhiệt độ 600 đến khi sủi tan. Bước 3, trang trí. Rót 70ml sữa tươi vào bình sục sữa. Rót phần còn lại của sữa tươi vào cốc sứ. Sục bọt 70ml sữa tươi. Rót lớp bọt lên cốc. Trang trí bằng cam thảo.